chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng Phạm Minh Chính không thể can thiệp biện pháp hành chính vào doanh nghiệp nhà nước. Ngày 23 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự án luật công nghiệp công nghệ số. Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai dự án luật này rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư, phát triển, đạt hiệu quả cao. Để huy động nguồn vốn tối đa, hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh cần có quy định của pháp luật để cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm biết thế nào là đúng luật mà làm, không đúng mà tránh. Theo Thủ tướng, để xây dựng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, chúng ta phải đổi mới tư duy, vận hành. Theo đó cần tổng kết thực tiễn, trên nguyên tắc điểm nào còn vướng mắc thì phải sửa, tháo gỡ ngay. Do đó việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là rất cần thiết. Đối với dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng mô hình quản lý có nhiều, tùy thuộc vào mỗi giai đoạn có yếu tố lịch sử, nhận định mô hình hiện tại chưa ổn định, nhưng đó là một giai đoạn phát triển của đất nước. Do đó yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu để có phương pháp, mô hình phát triển phù hợp cho doanh nghiệp. Người đứng đầu chính phủ nêu rõ, hoạt động của doanh nghiệp phải theo quy luật thị trường, quy luật cung cầu và cạnh tranh, không thể can thiệp bằng các biện pháp hành chính được. Theo Thủ tướng, can thiệp thế sẽ làm méo mó thị trường. Không phải cơ quan hành chính mà can thiệp là không đúng quy luật, không phù hợp tư duy và sự phát triển, nên quản lý các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nên giao cho hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về quyết định của mình, miễn sao bảo toàn và phát triển vốn, không để thất thoát, tham nhũng, tiêu cực. Thủ tướng nhấn mạnh, quy định cần rõ ràng, dễ thực hiện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm. Lưu ý về vấn đề phân cấp, phân quyền, Thủ tướng nhìn nhận vốn của doanh nghiệp đầu tư vào đâu do hội đồng quản trị quyết định và chịu trách nhiệm, không cần thiết phải đi xin thêm một cấp hành chính nữa. Theo Thủ tướng, nếu quyết định sai thì chịu trách nhiệm, quy định cần rõ ràng như vậy. Phân cấp mạnh mẽ và quy định rõ trong luật để doanh nghiệp biết được làm những gì, mở không gian sáng tạo cho doanh nghiệp. Nhấn mạnh trong phát biểu của mình, Thủ tướng cũng nêu rõ khi đánh giá doanh nghiệp cần đánh giá tổng thể giá trị mang lại, chứ không đánh giá từng việc một. Theo đó, trong 10 việc được giao, có thể 2 đến 3 việc doanh nghiệp làm chưa tốt, nhưng trên tổng thể vẫn bảo toàn và phát triển vốn. Các hình thức doanh nghiệp nhà nước được đầu tư. Một trong những nội dung lớn tại dự luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là điều cấm vào hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Theo dự luật, doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức bổ sung vốn vào doanh nghiệp, đầu tư vốn, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh và đầu tư vốn thông qua dự án đầu tư. Dự luật cũng quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp không được đầu tư vốn, trong đó doanh nghiệp nhà nước không được rót vốn vào bất động sản, trừ doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Cùng với đó, cũng không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trừ doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhận định, dự thảo luật quy định các trường hợp doanh nghiệp không được đầu tư vốn, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, gian trải, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngành nghề kinh doanh chính. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, quy định không được đầu tư vốn vào một số lĩnh vực là hạn chế quyền của doanh nghiệp, thu hẹp phạm vi, lĩnh vực đầu tư và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước so với các loại hình doanh nghiệp khác. Quy định như dự luật cũng chưa bao gồm trường hợp ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Để bảo đảm bao quát, cơ quan thẩm tra đề nghị ra soát bổ sung quy định trong dự thảo luật. Về hình thức đầu tư của doanh nghiệp, theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, dự luật chưa bao quát hết các hình thức đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, chưa phân biệt giữa đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các doanh nghiệp nhà nước quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 07 CTTTG ngày 22 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh,
và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các chỉ đạo kết luận khác có liên quan. Trong đó chú trọng các nội dung sau. Trước hết, phải phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước cần là lực lượng tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị, cơ cấu lại nguồn vốn, cơ cấu lại các chuỗi sản xuất, cung ứng theo hướng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Kế đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng, cụ thể là nghiên cứu, hợp tác triển khai một số dự án năng lượng, công nghệ mới theo xu hướng dịch chuyển trên thế giới, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy vai trò của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, trong đó lưu ý sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Cùng đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng. Cụ thể, theo Thủ tướng là nghiên cứu, hợp tác triển khai một số dự án năng lượng, công nghệ mới theo xu hướng dịch chuyển trên thế giới, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư xuất khẩu tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh các động lực mới về tăng trưởng liên quan đến chuyển đổi số, xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng lưu ý đánh giá thực trạng doanh nghiệp, các dự án đầu tư, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế. Đặc biệt, cần sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiếp tục cơ cấu lại các đơn vị thành viên, thoái vốn tại các đơn vị yếu kém, thua lỗ, không hiệu quả, duy trì nắm giữ, tăng vốn tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề chính. Nhấn mạnh, chiến lược đúng đắn sẽ giúp vượt qua thách thức. Thủ tướng cho rằng, cần tái cấu trúc quản trị, cụ thể là tái cấu trúc bộ máy hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tái cấu trúc lực lượng lao động theo hướng nâng cao chất lượng, giảm số lượng, tái cấu trúc về vốn, bảo đảm an toàn phát triển vốn, tập trung cho đầu tư phát triển, tái cấu trúc về sản xuất kinh doanh theo hướng bám sát thị trường, tôn trọng quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Điều tôi mong muốn nhất, thông điệp tôi muốn truyền tải là doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Trên cơ sở đó, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và liên kết với các tập đoàn tổng công ty nước ngoài, tập đoàn tư nhân để tạo ra chuỗi giá trị, không làm ăn riêng lẻ trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Thủ tướng nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.